chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bún đậu chay. Và để làm món này thì mình đã chuẩn bị ở đây một số loại rau sống để mình ăn kèm, gồm có một ít rau thơm, rau diếp cá, rau thơm, đặc biệt đó là rau kinh giới. Cái món bún đậu này đặc trưng là có cái rau đó nha các bạn. Và ít rau xà lách, dưa leo và một trái ớt sừng. Và mình sử dụng thêm 150g nấm bào ngư. Nấm bào ngư này các bạn mua về các bạn rửa và ngâm bột năng khoảng chừng 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch và vắt cho nó khô nha các bạn. 100g khoai môn cao, 2 miếng đậu hũ trắng. Một miếng như vậy khoảng chừng 150g đó các bạn. 100g cốm dẹp xanh, loại mình để chiên này kia để mình làm ở phía ngoài đó các bạn, lăn ở phía ngoài mình chiên đó. 100g mắm chay. Cái món mắm chay này là món mình tự làm luôn đó các bạn. Các bạn có thể vào YouTube mình để mà coi nha. 50g cốm, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước cốt chanh. Rồi, các nguyên liệu của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào làm thôi nha các bạn. Đậu hũ này mình sẽ rửa sạch và để ráo. Rồi mình sẽ lấy một miếng mình cắt ra thành những cái miếng vừa ăn này, mình đem lên chiên nha các bạn. Chiên cho nó vừa chín tới thôi là được rồi nha. Đó, các bạn có thể thấy là mình cắt cái miếng vừa ăn như thế này nha. Và cho dầu vào chảo, một lượng dầu hơi nhiều nhiều một chút xíu để mình chiên cho ngập dầu đó. Các bạn nên sử dụng cái chảo nhỏ nhỏ đó, mình tiết kiệm được cái lượng dầu. Đó, mình cho hết cái phần đậu hũ mình cho vào chiên cho nó vàng, mới chín vừa tới là mình vớt ra được rồi nha các bạn. Vì sức nóng của dầu sau khi mình vớt ra thì nó sẽ làm cho cái phần đậu hũ nó vàng thêm một chút nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra và để lên trên cái rây để cho nó gõ dầu ra nha các bạn. Năm mươi gram cốm dẹp xanh này thì mình sẽ đem đi xay thiệt là nhuyễn mịn nha. Để một chút xíu mình cho vào trong cái phần nhân cùng chung với lại đậu hũ và khoai môn đó nha các bạn. Nếu các bạn không thích ăn thì không cần bỏ cũng được. Khoai môn này mình sẽ cắt ra thành cái miếng nhỏ như thế này để mình luộc cho nó nhanh chín đó các bạn. Mình cho hết cái phần khoai môn vào trong nồi nước, cho vào đây thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối nữa. Rồi mình sẽ khuấy đều cho cái muối nó tan đều vào trong cái phần nước. Và mình sẽ nấu cho cái phần khoai môn này chín mềm nha các bạn. Khoảng chừng 15 đến 20 phút là cái phần khoai môn của mình nó sẽ chín rất là ngon luôn. Để kiểm tra khoai môn chín hay chưa, các bạn dùng một cây đũa mình đâm vào trong khoai môn. Nếu khoai môn nó bở, nó cái đũa của mình nó xiên vào được khoai môn như thế này á, thì cái phần khoai môn của mình đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng muỗng mình tán cho nó thiệt là mịn nha các bạn. Khoai môn mình tán mịn xong, mình cho vào trong cái phần cốm dẹp đã xay nhuyễn. Mình chuẩn bị trên bếp một nồi nước, cho vào một chút xíu muối, khuấy cho muối tan đều, rồi cho cái miếng đậu hũ còn lại vào mình luộc nha các bạn. Mình luộc khoảng chừng 10 phút. Rồi sau đó mình sẽ vớt ra, rửa sạch và mình sẽ vắt cho nó hết nước cái phần đậu hũ nha. Đậu hũ sau khi vắt kiệt ra hết nước rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ này vào trong cái tô hồi nãy đó. Cái tô đựng cốm dẹp xay nhuyễn và khoai môn mình đã dầm nhuyễn nó ra đó các bạn. Sau đó mình dùng tay mình bóp cho nó thiệt là hòa đều với nhau nha. Các nguyên liệu nó hòa đều với nhau. Và cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay nữa. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều cho hạt nêm nó thấm đều vào nguyên cái phần bột của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành
tạo hình cho những cái miếng cha chả chay của mình nha. Các bạn vo tròn thành một cái viên cỡ như viên tắc, rồi mình dùng tay mình ấn dẹp dẹp như thế này nha. Mình đổ từ từ 100g cơm dẹp, dùng để lăn chả chay ra một cái dĩa. Rồi sau đó mình cho từng miếng chả mình lăn đều qua cái phần cơm dẹp, cho bề mặt của nó được dính đều cái những cái miếng cơm dẹp nha các bạn. Khi chiên lên nó phồng rất là ngon luôn. Tương tự như vậy thì các bạn làm hết cái phần chả chay nha. Rồi mình bắt cái chảo dầu hồi nãy mình chiên đậu hũ đó, mình bắt cho nó nóng lên. Mình cho một ít cơm dẹp vào mà nó nổi lên như thế này á, thì cái dầu mình đã đạt. Thì mình cho hết cái phần chả chay vào mình chiên nha các bạn. Mình chiên vàng đều hai mặt. Khoảng chừng 1 phút thôi là cái phần chả chay của mình nó đã chín rất là ngon rồi đó các bạn. Các bạn đừng để lâu quá. Để lâu quá thì cái chả chay của mình nó sẽ bị khét đó, thì nó sẽ không còn ngon. Phần chả của mình đã chín vàng rất là ngon rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra để lên trên cái rây để cho nó rõ dầu nha các bạn. Phần nấm này thì mình sẽ đem đi áp chảo nha các bạn. Mình để hết cái phần nấm lên trên chảo rồi mình mới bật bếp lửa nhỏ nha các bạn. Mình áp chảo cho cái vàng hơi hơi, hai mặt của cái nấm nó hơi hơi vàng vàng lên nha. Đó, các bạn có thể thấy cái khói nó từ từ bốc lên. Phần cái nấm của mình đó thì nó cũng hơi ra nước nước rồi nè các bạn. Rất là ngon luôn á, thơm nữa. Rồi nấm của mình đã chín đều hai mặt rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Cái phần mắm chay đó mình cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh nước cốt chanh, và mình trộn đều cho đường và nước cốt chanh hòa đều với phần mắm nha. Mắm này thì mình tự làm luôn, các bạn có thể tham khảo cách làm món mắm chay ở trên kênh của mình luôn nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ xếp những cái loại đồ ăn này vào trong cái mẹt như thế này để giống như là món bún đậu. Ngoài rau nè, dưa leo, nấm, bào ngư, đậu hũ chiên giòn và chả cơm chay chiên giòn, mình đều xếp vào như thế này rất là ngon luôn. Ngoài ra thì các bạn để thêm bún nữa và một cái chén mắm chay chín giữa, thêm vài lát ớt vào nữa là mình đã hoàn thành được món bún đậu chay rồi đó các bạn. Cái phần chả chay của mình á các bạn, thì ở ngoài á có cái phần lớp cơm dẹp thì nó giòn xốp rất là ngon luôn, còn cái phần bên trong á thì nó mềm và nó rất là béo nữa, rất là ngon luôn á. Béo thì do nhờ có khoai môn đó các bạn, vừa thơm vừa béo vừa ngon. Rồi bây giờ thì đậu hũ thì
mình ăn mình chấm một miếng thôi. Nó nóng chai nữa đó. Mình ăn một miếng lên nấm nha. Được cái nào nhỏ thôi. Ngon lắm mấy bạn ơi. Rồi mình quên đó các bạn, mình quên giới thiệu là cần có bánh tráng để mình cuốn ăn nữa đó. Nếu mà các bạn không thích cuốn bánh tráng thì mình có thể ăn giống hồi nãy mình ăn. Còn không thì các bạn hãy cuốn bánh tráng mình vừa cuốn rau, cuốn cuốn và các loại đồ ăn này nè, mình chấm vào thì cái hương vị nó rất là lan tỏa, đầy đủ các loại hương vị rất là ngon luôn á. Giờ thì mình sẽ cuốn một cái nha, một miếng bánh tráng nè. Đó, cái bánh tráng rất là ngon nè. Giờ thì mình sẽ lấy một ít bún. Đây, ít bún như thế này, hơi nhiều rồi đó các bạn. Một ít cái dưa leo, mình cắt khúc như thế này đó để mình ở dưa leo mình ăn cho nó dễ đó các bạn. Một ít rau nữa. Hơi bự rồi đó các bạn, giờ mình sẽ cuốn lại nha. Mình cuốn không được đẹp nên các bạn thông cảm nha. Đó, ngon chưa, ngon chưa. Bây giờ mình sẽ ăn thôi, mình chấm một ít nước chấm vào, cho vào miệng. Mmm.